Thưa quý vị, thưa các bạn, với vị thế là nhà cung cấp điều hàng đầu thế giới, nhưng tỷ lệ hạt điều đã qua chế biến tiêu thụ tại thị trường trong nước chỉ chiếm khoảng từ 2 đến 3% so với sản lượng xuất khẩu. Theo nhận định của Bộ Công Thương, các nhà sản xuất điều Việt Nam có thể tạo dựng một thị trường tiêu thụ nội địa phát triển mạnh trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này được dự báo tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Theo thống kê của Hiệp hội Điều Việt Nam, diện tích trồng điều của Việt Nam hiện vào khoảng 300.000 ha, tập trung ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Trong đó, Bình Phước được xác định là thủ phủ của cây điều, chiếm khoảng 50% diện tích trồng điều của cả nước, được cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý hạt điều Bình Phước. Năng suất điều ở đây dao động từ 1,5 đến 2 tấn trên 1 ha, tùy vào mức độ thâm canh và chất lượng giống điều. Có những diện tích thâm canh tốt đã đạt trên 3 tấn 1 ha. Những năm gần đây, bên cạnh việc phát triển các sản phẩm xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp đã chú trọng đến việc phát triển các sản phẩm hạt điều ngay tại thị trường trong nước. Tại doanh nghiệp này, để phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, doanh nghiệp đã phải không ngừng nghiên cứu, thay đổi mẫu mã, chế biến sản phẩm theo các hương vị khác nhau để thích ứng với thị trường. Bên cạnh đó, để có sản phẩm đạt chất lượng cao, doanh nghiệp luôn chú trọng đến nguồn nguyên liệu thông qua việc xây dựng mối liên kết giữa doanh nghiệp và người trồng điều. Công ty An Thuận Phát chúng tôi đã đồng hành với bà con nhân dân của Bình Phước, từ đồng bào thiểu số cho đến đồng bào dân tộc Sơ Tiêng, thì chúng tôi đã từng gắn bó nhiều năm là giao kết với bà con. Khi mà mùa mưa đến, những cái khó khăn của bà con chúng tôi chia sẻ. Và khi mà được thu hoạch thì chúng tôi cùng bà con gánh vác cái trách nhiệm này để đưa điều về nhà máy, trữ nguồn nguyên liệu đúng nguồn của Bình Phước, để như thế là tạo công ăn việc làm cho bà con sau những ngày mưa và sau những ngày thu hoạch. Vì bà con của đất Bình Phước chỉ có điều là nguồn thu hoạch chính. Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, để phát triển thị trường trong nước, nâng cao chất lượng đối với mặt hàng điều, rất cần việc thúc đẩy liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với các hợp tác xã, người trồng điều. Doanh nghiệp là người đặt hàng tư vấn, hỗ trợ các hợp tác xã về kỹ thuật chăm sóc, cũng như các điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào của sản phẩm hạt điều cho chế biến. Các doanh nghiệp sẽ chủ động đầu tư trang thiết bị máy móc và nghiên cứu thị trường để phát triển sản phẩm. Với mong muốn mà chúng tôi đưa ra để mà gia tăng cái giá trị gia tăng cao cho hạt điều, thì chúng tôi đã mày mò nghiên cứu cũng như áp dụng khoa học kỹ thuật để giữ được cái độ thơm ngon của hạt điều Bình Phước, hạt điều Việt Nam, để chúng tôi có thể đưa ra thị trường những cái sản phẩm khác biệt và mang nhiều hương vị nhằm đáp ứng thị trường trong nước. Hiện nay thì thị phần trong nước cũng đang chiếm ưu thế cho những cái sản phẩm, và người tiêu dùng ngày càng ăn các loại hạt snack nhiều hơn. Và chúng tôi phát triển trong các hệ thống siêu thị. Khi mà chúng tôi phát triển những cái sản phẩm hạt điều từ hạt điều thô này á, để mà chế biến chuyên sâu này, thì chúng tôi cảm thấy được cái giá trị gia tăng của hạt điều ngày càng được tăng lên, và người tiêu dùng ngày càng biết đến tới hạt điều của Việt Nam. Gia Lai hiện có 21.000 ha trồng điều, tập trung chủ yếu ở các huyện Iagrai, Đức Cơ, Krông-pa. Trên địa bàn của tỉnh, nhiều cơ sở sản xuất đã xây dựng sản phẩm hạt điều đạt chứng nhận OCOP nhằm gia tăng sức tiêu thụ tại thị trường trong nước. Để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, ngành công thương Gia Lai đã có các chương trình hỗ trợ máy móc, thiết bị để doanh nghiệp gia tăng công suất chế biến sản phẩm hạt điều. Sở Công Thương Gia Lai thì bằng cái chương trình khuyến công đã hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp nói chung, và đặc biệt là cái doanh nghiệp, đặc biệt là cái chế biến hạt điều. Hiện nay là Sở Công Thương bằng cái chương trình khuyến công này hỗ trợ các máy móc thiết bị, hỗ trợ về cái là giới thiệu về thị trường, giới thiệu về nguồn gốc, để mà xây dựng. Ngoài cái việc hỗ trợ cái chương trình khuyến công thì để xây dựng cái thương hiệu, và chính cái thương hiệu nông nghiệp công thương tiêu biểu cộng với cái sản phẩm OCOP, hai cái kết hợp với nhau thì đưa cái sản phẩm của Gia Lai, đưa các cái sản phẩm của người sản xuất lại đến với người tiêu dùng trong không những trong nước và cả thế giới. Trong thời gian qua, sự phát triển của các chuỗi bán lẻ hiện đại cũng góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng tiêu thụ của sản phẩm điều tại thị trường nội địa. Với sức mua của thị trường gần 100 triệu dân, các nhà bán lẻ đã mở rộng không gian bán hàng cho mặt hàng này, giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết, so sánh và lựa chọn. Đặc biệt, các sản phẩm có sự đa dạng, bao bì bắt mắt, đáp ứng tâm lý tiêu dùng của giới trẻ đã giúp các sản phẩm điều Việt Nam gia tăng doanh số. Bên cạnh đó, hạt điều còn được đưa vào các cơ sở sản xuất bánh kẹo và chế biến thực phẩm. Trong thực tế, khi những nhà cung cấp đã có kinh nghiệm xuất khẩu và hiểu rõ giá trị của hạt điều, thì việc phát triển thị trường trong nước với sức mua có sự gia tăng và người tiêu dùng ngày càng hướng đến tiêu chuẩn cuộc sống cao hơn sẽ là cơ hội cho phát triển mặt hàng điều ngay tại thị trường trong nước.
Thank you.